Mình xin chào tất cả các anh em ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em phương pháp làm sao để bắn hiệu quả. Mình sẽ bắt đầu ha. Thì như các bạn đã biết, với cái dòng OTT hoặc TTF thì chúng ta ngắm bằng định trạc, và cái dòng TTF thì chúng ta cột dây mép ngoài và chúng ta có một khe ngắm. Thì thường thường là vì mình lấy ví dụ như vậy, thì trên cái ống ngắm của cái súng đó, nó thường hay có một cái dấu thập, nó chia vạch ra như vậy nha các bạn. Thì đối với cái cây ná của mình, cái đầu ngắm của chúng ta nè, nó sẽ trùng với cái tâm của dấu cộng. Các bạn cứ hình dung vậy đi nha các bạn. Đó, cái vị trí ngắm của chúng ta là đỉnh trạc, nhưng mà chúng ta cứ hình dung là nó sẽ là tâm của dấu cộng trong cái cây ống ngắm á. Đó. Và tương tự như TTF thì cái khe ngắm này chúng ta sẽ đặt trùng với cái dấu cộng, tâm của dấu cộng này các bạn. Đó. Và cái vấn đề thứ nhất á, mình muốn trình bày tới anh em là làm sao để bắn cho hiệu quả. Thì mình có hỏi các bạn như vậy này, là các bạn xài cái trạc, độ rộng của trạc là bao nhiêu? Tại vì cái độ rộng của trạc nó quyết định rất là nhiều thứ. Đây, mình có xin đưa chia sẻ các bạn cái hình này ha. Cái hình này mình cũng tự mình vẽ tay thôi, nói chung là cũng chưa có hoàn hảo lắm đâu, nhưng mà để các bạn có một cái nhìn nó dễ hơn ha. Thì cái độ rộng trạc á, theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên chọn các cái trạc nhỏ, nó tầm 6/8 cho tới 8/5. Thì trong các dòng này thì nó còn một loại nữa là 7/4 các bạn, là 7.0 á. Các bạn nên chọn một trong ba dòng này các bạn chơi, tức là độ rộng của cái chạc đó nha các bạn. Đây, độ rộng nó chính là cái độ rộng này nha các bạn. Ví dụ như cái mẹt này, này đó là 7 phân, độ rộng của nó 7 phân thì đó ta gọi là chạc 7. Như cây này, cây One Hit này đây, nó rộng 8.4 thì ta gọi là chạc 8.4. Thì mình khuyên các bạn nên chọn những cái cây chạc nhỏ mà từ 6.8 cho tới 8.5 này các bạn chơi thôi. Thì cái hiệu quả bắn của nó bám sát mục tiêu. Cái độ bám sát của nó hiệu quả hơn là chạc to. Bởi vì các bạn hãy xem mình phân tích cái chỗ này ha. Khi cái chạc nhỏ, mà các bạn biết là đường đạn của chúng ta sẽ luôn đi thẳng đường chạc, giữa lòng chạc đi tới, và các đường ngắm của ta là từ đỉnh chạc cho tới mắt, tới mục tiêu. Thì mình vẽ hai cái này nó xa nhau đó, nhưng mà thực tế là mục tiêu và cái đường ngắm của mắt này và đường đạn này nó sẽ gặp nhau ở đâu đó ngoài đây. Chính vì cái chạc nhỏ cho nên cái khoảng cách từ viên đạn, tức là vị trí tay cầm đạn của các bạn á, tới mắt rất là ngắn, rất là nhỏ. Cho nên cái đường đạn và cái đường ngắm của chúng ta gần như nó là gần như là một cái đường thẳng này các bạn. Đó. Cho nên cái độ lệch của nó rất là ít. Cho nên chúng ta có chỉa hướng nào chúng ta bắn đi nữa, đó là chúng ta bắn tà âm và tà dương đó, thì cái chạc nhỏ của chúng ta, cái độ lệch của nó rất là ít. Đó. Đây, còn cái chạc rộng này, mình vẽ cũng vẽ một cái hình nữa mình phân tích cho các bạn xem ha. Thì đây, chính vì cái độ rộng chạc nó to, cho nên cái vị trí đặt viên đạn và tay cầm đạn đó, nó xa mắt rất là nhiều. Cho nên các bạn chỉ cần chỉnh đi một xíu ở chỗ này thôi,
thì cái đường đạn của chúng ta nó sẽ chệch đi một góc rất là lớn khi ra ngoài kia. Đó, các bạn hình dung được ha. Cho nên khi chúng ta bắn tà âm tà dương á, thực tế các bạn trong hộ của bạn cũng đã khẳng định rồi, cái chạc to bắn tà âm tà dương bám mục tiêu không ngon bằng chạc nhỏ. Bởi vì cái khoảng cách mắt của chúng ta từ mắt tới tay cầm đạn rất là lớn, mà chúng ta không ổn định được cái chỗ này. Thì đường đạn của chúng ta cứ chạch rất là nhiều, cho nên chúng ta rất khó bám mục tiêu khi chúng ta bắn tà âm và tà dương. À, một số bạn hỏi mình nhé là cái chạc 68, chạc 7, chạc 85 thì cái loại nào ngon nhất? Thì theo cá nhân của mình nhé, thì là chạc 68 và chạc 7 bắn rất là ngon, bám mục tiêu rất là sát, bắn tà âm tà dương rất là tốt, bởi vì cái khoảng cách giữa đạn, tay cầm đạn và mắt khoảng cách rất là nhỏ, cho nên lỡ mà các bạn có chạch đi một tí xíu ở cái vị trí chỗ này thì cái đường này, này đường viên đạn này nó chạch không đáng là bao nhiêu so với cái chạc to. Cho nên cái độ bám mục tiêu của nó tốt hơn chạc to rất là nhiều. Và các bạn hỏi là mình đang xài chạc mấy, thì mình xin thưa là hồi lúc đầu thì mình xài chạc to, tức là chạc 10 phân, 11 phân á. Nhưng mà lúc sau mình có trải nghiệm rồi thì mình mới đúc kết ra được cái vấn đề này, tức là do cái khoảng cách chỗ này nó tạo ra phương lệch. Cho nên lúc sau này mình có xài á, đầu tiên mình xài là xài cái mẹt này các bạn. Cái mẹt này là chạc 7 này nha các bạn. Thì mình bắn mình thấy rất là hiệu quả vô cùng. Bắn tà âm tà dương cực kỳ tốt. Và chạc 68 mình cũng trải nghiệm rồi. Đó là cái bọ cạp. Đó. Bắn tà âm tà dương rất là tốt. Nhưng mình có thiết kế riêng cho mình một cây nữa. Đó là cái chạc 6. Chạc này các bạn, 6 phân. Thì nó là tương đương với cái BFS nha các bạn. Này. Nhưng do mình cải tiến lại một tí xíu nữa là cái lòng của BFS này nó rất là nhỏ, cho nên mình đôn cây này lên tí xíu nữa cho cái lòng nó bự ra chút để mình né cái vấn đề đập chẹt này đi. Tại vì hồi đó mình mới chơi cho nên vẫn có thể mình sơ suất là mình sẽ dính đập chẹt ngay góc này, bởi vì do tay đạn của mình mà chỉ cần để sai một tí, cao thấp một tí là cái đường đạn nó sẽ ăn này các bạn. Mình mà để thấp quá thì nó sẽ ăn xéo, nó sẽ đập vô góc này. Các bạn bị đập chẹt rất là nhiều vô cái góc này, là đó là lý do các bạn cầm vô cái chạc 6, chạc 7 các bạn bán, nhưng mà tay để đạn của các bạn để rất là thấp phía dưới thì cái đường đạn nó sẽ ăn, lập tức nó ăn xéo lên cái góc này. Cho nên chúng ta phải, nếu mà chúng ta muốn bắn chạc 6, chạc 7 thì chúng ta phải để đạn gần mắt nha các bạn. Các bạn ướn làm sao mà từ đỉnh chạc tới mắt tới mục tiêu thành đường thẳng rồi thì các bạn phải liếc ngang ngang các bạn coi thử là cái vị trí đạn của bạn nó có nằm giữa cái lòng chạc này chưa, thì đó, cho chắc ăn nha các bạn. Đó, cây này của mình bắn tà âm cực kỳ tốt nha các bạn, 6 phần chạc 6. Rồi vấn đề tiếp theo về dây và lực dây. Thì khi các bạn chơi cái môn này rồi thì các bạn phải chọn cho mình một loại dây phù hợp với các bạn. Phù hợp ở đây là phù hợp về cái độ co giãn mà tay các bạn kéo và cảm thấy nó hợp nhất. Đó. Chứ các bạn chọn cái thun nào dày quá thì kéo không nổi, không phát huy được hết cái lực giãn của thun, bắn không hiệu quả. Và cái phù hợp nữa là phù hợp về giá thành nha các bạn.
Dụ các bạn có điều kiện kinh tế thì các bạn chơi lại tốt, còn không thì các bạn vẫn lại tìm cái loại nào thường nhưng mà có hiệu quả tốt thì các bạn chơi. Mình thì mình không nói cụ thể đây là thun gì nha các bạn, tại vì muốn các bạn trải nghiệm, tự các bạn trải nghiệm các bạn sẽ nghiệm ra. Cái vấn đề tiếp theo là viên bi mà các bạn đang sử dụng, thì các bạn hỏi là các bạn xài bi bao nhiêu để bắn hiệu quả. Thì theo cái ý kiến của mình á, thì bi 6 bắn đã đi rất là ngọt, xuyên rất là tốt, cho nên chúng ta có thể rất dễ phối hợp với các loại dây này và lực dây. Trong khi đó nếu chúng ta sử dụng bi 8 thì với một sợi dây các bạn cắt như vậy mà các bạn bỏ viên bi 8 cho các bạn thì cái lực đi của nó rất là khác, cho nên các bạn phải điều chỉnh lại cái thông số này sao cho phù hợp với bi 8. Cái lực dây rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phải biết điều tiết cái vấn đề này giữa lực dây và viên bi để làm sao đạt hiệu quả tối ưu nhất, đạn bay uy lực nhất mà không bị liệng. Cái vấn đề tiếp theo là cái miếng da lót đạn. Mình khuyên các bạn là lên tìm mua hoặc là tự thiết kế cho mình á, cái loại mà có ba cái lỗ này nha các bạn. Cái lỗ ở giữa nó nhỏ và hai lỗ hai bên nó to. Rất là ngon nha các bạn. Nó khóa viên bi một cách cố định, không có chạy đi đâu hết, nằm yên một vị trí. Bởi vì khi chúng ta buông tay đạn ra mà chúng ta dùng cái loại màu có một lỗ á, thì nó dễ bị lắc lư cái chỗ này các bạn. Chính vì cái chỗ nó chịch nên thì nó sẽ tạo ra một đường đạn nó bị lệch nha các bạn. Còn cái pha da này á thì mình đã chia sẻ cho anh em rồi ha, trên hội á, thì các anh em tải về mà dùng đó. Cái vấn đề tiếp theo á là chúng ta ngắm mục tiêu. Thì hồi nãy mình có phân tích cái hình này rồi đúng không ạ? Chúng ta ngắm bằng cái định trạc. Thì khi chúng ta ngắm mục tiêu, tức là mắt, định trạc và mục tiêu nằm trên một đường thẳng, và cái mục cái góc này nếu bạn cho đặt vào mục tiêu cần bắn đó. Còn cái việc mà căn cao thấp thì sau này các bạn điều chỉnh sau ha, tức là bắn ở cự ly xa bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhích 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 cái đầu trạc này lên. Nhưng có một vấn đề lưu ý rất quan trọng ở đây nha các bạn, cái vấn đề mà nhích cái trạc này lên ở một vị trí nào đó trên cái thước ngắm trên đây này. Tại vì một số loại ná nó có cái thước ngắm trên đây và có cái vạch chia trên đây này các bạn. Mình xin lưu ý nha, chỉ áp dụng cái kiểu này cho một số loại chạc mà có cái lòng nó rộng thôi nha các bạn. Như cái cây này các bạn không thể nào áp dụng được cái kiểu đó. Bởi vì cái lòng chạc nó quá bé. Mà khi mà các bạn nhích như vậy mà các bạn không biết điều chỉnh cái tay đạn của bạn theo, thì vô tình các bạn tạo ra một đường xéo, là đường đạn xéo, và đường đạn xéo đó nó sẽ ăn vô cái chẹt của các bạn. Cho nên cái vấn đề mình muốn nói ở đây là tùy vào cái độ rộng của cái lòng chẹt mà các bạn có được áp dụng cái phương pháp đó hay không. Với cái lòng chẹt nó to thì mình nhích tí xíu thì đường đạn mình trừ hao mà, thì nó ăn xéo lên đây rồi nó võng xuống thì nó đúng cho mục tiêu đó. Nhưng đối với cái chẹt nhỏ các bạn không làm được như vậy đó. Đó, các bạn nhắm mục tiêu ngay định chẹt. Còn các bạn trừ hao thì tùy thuộc vào cái độ rộng của cái chẹt mà các bạn sẽ tính toán cho phù hợp, nhưng chỉ áp dụng được một số loại chẹt mà thôi.
Còn vấn đề cái tay cầm đạn các bạn này, các bạn hãy tìm cho mình một vị trí cầm đạn phù hợp với độ rộng của chạc. Ví dụ như chúng ta ngắm trên đỉnh chạc mà chúng ta để đạn xéo thì chắc ăn là có một vấn đề là các bạn sẽ bị đập chẹt vào đây. Xéo ở đây có nghĩa là các bạn thường thường thì các bạn sẽ để tay tay đạn thấp, tại vì các bạn hồi xưa các bạn hay bắn theo kiểu truyền thống là các bạn cứ để dưới mãi dưới xương má, xương gò má đó. Cái bây giờ các bạn cầm được cái chẹt 7 hoặc chặt 8 vậy, nhưng mà các bạn lại xoay ngang 90 độ thì các bạn sẽ đã vô tình tạo ra một cái đường đạn nó xéo, nó ăn xéo. Cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh cái tay đạn này làm sao phù hợp, và đạn nó sẽ đi được giữa cái lòng chẹt này. Đó chính là cái vị trí mà chúng ta cần tìm để tương xứng với mỗi loại chẹt. Đó. Và bây giờ cái một điều rất là quan trọng là chúng ta sẽ lấy mặt phẳng đường đạn. Lấy mặt phẳng đường đạn. Này. Như các bạn đã biết, bắn dòng OTT thì các bạn để chẹt vuông góc với mặt đất. Hai dây trùng nhau. Và đây, các ý mình muốn nói là như vậy các bạn. Các bạn bắn làm sao mà viên đạn lúc nào nó cũng nằm trên một cái mặt phẳng là trùng với hai đầu chẹt và mắt, tạo thành một mặt phẳng. Không biết các bạn có hiểu tới khúc này mình nói không ha? Mình sẽ nhắc lại ha. Tức là chúng ta bắn làm sao mà chúng ta sẽ tạo một đường đạn nó trùng với cái hai cái đỉnh chẹt và cái đường ngắm của chúng ta. Đó. Ví dụ như vậy, các bạn cắm một cái ống hút lên, các bạn nhắm vào cái ống hút bạn bắn thì các bạn phải đặt hai cái đỉnh chẹt này này nó trùng với cái ống hút đó. Đó chính là cái mặt phẳng của đường đạn đó các bạn. Còn các bạn bắn trúng ở vị trí nào trên cái ống hút thì các bạn từ từ tính sau. Thì lúc đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Ví dụ như cái vết mực là mình đặt ngay giữa này, có nghĩa là khi các bạn bắn một viên đạn ra thì viên đạn nó sẽ bắn nằm ngay cái vết mực này các bạn. Đó, khi mà chúng ta cắm một ống hút ở rất là xa thì chúng ta bắn thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta cân chỉnh cái tay để đạn của chúng ta làm sao mà tạo thành một mặt phẳng khi chúng ta bắn, thì viên đạn nó luôn nằm trên mặt phẳng trùng với cái mục tiêu mà chúng ta cần bắn. Thì trước mắt chúng ta tập ngắm cái kiểu đó thì chúng ta lấy tốt cái mặt phẳng của viên đạn đi đó, mặt phẳng của đường đạn. Khi chúng ta lấy tốt mặt phẳng đó rồi thì cái vấn đề mà bắn trúng mục tiêu, mà đây các bạn thấy không, cái vết mực này nó cao thấp mục tiêu chỗ này hay chỗ này gì đó, thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng cách ngắm trên đỉnh chàng này, các bạn trừ heo lên này các bạn. Khi chúng ta bắn nhiều chúng ta sẽ có một cái cảm giác chúng ta biết là phải trừ heo bao nhiêu cho mỗi khoảng cách. Đó. Về vấn đề bia luyện tập thì đây, những cái bia này là của mình này, mình tập này, bia này 4,5 phân này, bia này 3 phân này, bia này 2 phân và bia này 1 phân. Thì hồi trước mình mới chơi mình cũng tập cái bia to này các bạn, nhưng từ từ mình sẽ rút lại to nhỏ nhỏ, và hiện tại bây giờ mình đang chơi cái bia này các bạn, đường kính nó có 1 phân này, và nó cao có 1,5 phân nha các bạn. Mình đang tập bắn bia này nè. Cái mục đích mình tập bia bé như vậy á là mình tạo cho mình một cái cảm giác ngắm mục tiêu thật chuẩn. Các bạn nhớ nhá, tập bắn bia nhỏ để tạo cho chúng ta có một cái cảm giác nhắm mục tiêu nhỏ thật chuẩn. Và chúng ta lấy mặt phẳng đường đạn cũng thật chuẩn luôn. Chứ các bạn cứ bắn cái mục tiêu lớn ấy, thì
viên đạn nó trúng ở đây thì cũng là trúng, mà trúng ở đây thì cũng là trúng, mà trúng trên đây cũng là trúng, mà trúng dưới đây cũng là trúng. Nhưng không, đối với cái bị một phần chúng ta phải bắn ngay đây, hoặc tức là cái điểm tiếp xúc của nó rất là khép lại. Bởi vậy chúng ta cần đòi hỏi chúng ta độ chính xác cao lên. Nhưng chính vì chúng ta luyện tập như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác ngắm mục tiêu nhỏ rất tốt các bạn. Lúc đó chúng ta, khi chúng ta gặp lại cái mục tiêu lớn, chúng ta không còn bỡ ngỡ nữa. Đây các bạn thấy không? Mình tập cố gắng là mình bắn, mình bám sát mục tiêu nhỏ, thì những cái phát hụt của mục tiêu nhỏ này sẽ là trúng vô cái bia lớn. Lúc đó các bạn cảm giác là rất tự tin khi bắn đó. Đó đó là phương pháp tập của mình. 5 mét mình cũng tập bia này, 10 mét mình cũng tập bia này. Mình tập tới khi nào mà mình đứng xa mà mình không thấy cái bia nữa thì lúc đó mình mới thôi. Đó. Còn theo kinh nghiệm của mình bắn á, thì khi các bạn đi bắn chim á, thì các bạn thấy một cái cây cỏ nào mà nó nhỏ như cái cây bút này này, hoặc là nhỏ hơn, nói chung là tầm từ 5 ly cho tới một phân, thì các bạn cứ nhắm như các bạn bắn trúng vào cái cây này cho mình. Tập luyện như vậy để anh chị, để chúng ta lấy mặt phẳng như thật tốt, mặt phẳng đường đạn thật tốt. Khi chúng ta lấy mặt phẳng tốt rồi thì có nghĩa là cái tay để đạn của chúng ta và cái tay cầm né của chúng ta và cái đường ngắm của chúng ta nó đã nằm trên mặt phẳng rồi, chúng ta cảm giác rất là tốt rồi. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái phần cao thấp này xuống thôi. Khi chúng ta điều chỉnh quen rồi thì tự chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Khoảng cách bao xa thì chúng ta sẽ nhích lên nhích xuống hoặc trừ hao bao nhiêu là chúng ta tự chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Đó. Còn về vấn đề mà bắn xéo lên xéo xuống thì đây các bạn lưu ý cho mình, hãy chọn những cây ná chạc nhỏ mà chơi thì trong đó chúng ta sẽ bắn được tà âm và tà dương rất là tốt. Về cái nguyên tắc mà canh mục tiêu xéo hay là tà âm hay là tà dương xéo lên hoặc xéo xuống thì cái nguyên lý nó cũng giống như cái bắn lúc mình bắn ngang thôi. Tại vì thời gian vừa rồi mình có theo dõi một số anh em hướng dẫn đó thì cũng nói là chỉ nói là phương pháp bắn mục tiêu ngang thôi, cho nên nhiều nhiều khi anh em thắc mắc hỏi là vậy nếu bắn xéo xuống hoặc xéo lên thì có khác không, thì nói chung là không khác nhiều lắm, cũng vẫn áp dụng cái đó. Mình chỉ cần nghiêng người đi tí xíu hoặc nghiêng đầu nghiêng cổ gì đó tại làm sao cho nó phù hợp với cái đường ngắm của mình. Còn cái vấn đề mà bắn tà âm hay tà dương mà các bạn trừ hao đầu chạc này nè, các tự các bạn phải tập để các bạn rút ra kinh nghiệm cho mình. Các bạn hãy treo những mục tiêu lên cái cây á, mọi góc độ, hoặc là các bạn nhắm những mục tiêu hay là những cành cây hay cái lá nhỏ nhỏ trên cây, các bạn tập bắn vào những mục tiêu đó để các bạn rút ra cái kinh nghiệm là cái phương pháp ngắm thì vẫn là như giống như ngắm ngang, nhưng mà chúng ta phải nghiêng người đi tí xíu hay gì đó thì chúng ta phải luyện tập để chúng ta có một cái cảm giác thật là tốt. Còn cái việc trừ hao là nhích lên xíu nhích xuống xíu hay gì đó cho tà âm và tà dương thì bắt buộc chúng ta phải bắn nhiều, tập luyện nhiều thì chúng ta mới có cái cảm giác nó được. Thì ở bài này thì mình chỉ nói những vấn đề chung chung thôi, thì những vấn đề mà cụ thể cho từng chi tiết, những cái góc độ khác nhau này, như ví dụ như đầu chẹt này, độ rộng này, bia này và lực dây này, này và miếng da này, này thì mình sẽ có những bài mình nói cụ thể riêng từng phần riêng cho các bạn. Thì những trong bài này thì những có những gì thiếu sót đó thì mong anh em khác đóng góp bổ sung thêm ha. Còn các bạn nhớ theo dõi những cái bài sau của mình sẽ hướng dẫn chi tiết
từng vấn đề thì nó sẽ được rõ hơn các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn.